Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Để đáp đầu tiên cho Hồng Lý và bé Hai có thể chào các nhà thân thương trên kênh Bé Heo Cute Vlog. Thì em sẽ cố gắng làm những cái clip mà gọi là buổi tối trong gia đình hoặc là những lúc đi ăn, đi uống, đồ chơi cho cả nhà nha. Thì gửi đến cả nhà mình thì cũng như là thời gian qua thì em bữa giờ em cũng có những cái clip trên kênh Đi Căn Sáng của anh cả. Thì bây giờ thì tiếp tục thì mình hoạt động cái kênh này là kênh vui vẻ thôi để gửi đến cả nhà mình. Mong cả nhà mình ai xem mà chưa đăng ký sẽ đăng ký cho bé Heo Hùng Lý nha cả nhà nha. Thì buổi tối là em chuẩn bị ăn cái món này là cả nhà nhìn vô sẽ rất rất là mê luôn. Đó là lẩu xí quách. Đây cả nhà ơi, nè cả nhà nhìn nè, rất là hấp dẫn luôn. Đây là gia đình của em buổi tối, cả nhà biết ăn xong để làm gì không? Ăn ngủ. Xong mày ngủ đi. Mày ngủ đi. Ăn xong là tụi em sẽ tiếp tục làm những cái công việc của tụi em là làm bún thịt xào, làm gao, lạc gao được nha cả nhà. Để ngày mai đi phát cho bà con. Điểm đầu tiên là chùa Lâm Quang, sau đó là sẽ là phát cho bà con đường phố tại Bình Đông ở quận 8 luôn nha cả nhà nha. Bé Hai, cả nhà bé Hai nói đi bé Hai. Hello cả nhà nha. Dạ em đói bụng em ăn nha cả nhà. Mày vô mà tụi em thì cứ cuộc sống cứ đơn giản vậy cả nhà, cứ tối anh em xung vầy ăn gì cả nhà. Cả nhà thấy đơn giản thì em ăn đồng vậy, cái lẩu xí quách còn thịt luôn mà ở đây mua chỗ này là cái chỗ của những người quen gia đình, nó nên bán đem giá rất là mềm luôn, chứ như trong nhà bán gì đó cái giá mềm lắm, nên vì vậy là còn một bọc nữa cả nhà. Chứ cả nhà nghĩ được ăn xí quách đồ mà sang chẳng không có đâu, mấy cái này là đồ ăn rất là bình dân thật sự luôn á đó. Nên quay lên cho cả nhà mình xem, mình chỉ có cái clip vui chứ không phải là khoe ăn khoe uống gì đâu nha cả nhà nha. Đó bây giờ là họ tiếp tục ăn đi. Cả nhà mình có thương bé Heo, cả nhà mình đăng ký cho em ăn cái chén đi. Đăng ký cho bé Heo nha cả nhà, để các bạn ơi, bé Heo ăn nè cả nhà. Kênh bất tử. Kênh bất tử hả? Hát hò thoải mái. Kênh của em là kênh bất tử luôn á. Thiệt luôn á. Em có sợ bản quyền bản ơn gì chưa? Ăn bánh à. Nhiều thứ bách lắm. Là một tô cái nhà nha. Nước mắm tỏi nè. Đây. Còn cái này nữa nè. Còn một bọc nữa đó. Tỏi nè cả nhà. Em ơi hành tỏi lắm. Ngon. Miếng gạo luôn. Cái thảo này cũng bỏ vô nè. Mình bỏ cái thảo vô hành hành. Không cả, tôi nghĩ lúc trước là không có quán tôi đi mệt á. Đưa vào đường qua, đưa ngủ liền em. Vừa tới clip xong anh làm clip rồi, anh đăng lên ngủ em. Đây ở nhà anh Nam. Thôi em pin ăn lên pin chút xíu rồi mình quay tiếp ở nhà nha. Cái clip em làm là chỉ có 3-4 phút vui thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ai, no quá cả nhà ơi. Thì bây giờ là đã ăn xong hết rồi cả nhà nhìn nè. Bây giờ chỉ còn là những cục xương thôi. Còn bây giờ bà giàu không chịu về chừa cho bà giàu miếng nè. Đây bà giàu nha, bà về bà ăn hết cái đồ lẩu này cho tôi, còn miếng chừa cho bà đó nha bà giàu nha. Nói chứ giờ no quá cả nhà ơi. Giờ em có đúc clip nha cả nhà nha. Thì cái clip trên kênh Bé Heo Cute Vlog thì chỉ có làm sơ sơ vài phút cho vui thôi. Thì mong cả nhà mình sẽ ủng hộ để sau này khi mà em livestream thì cả nhà vào tương tác cho vui nha cả nhà. Kết thúc clip, Hùng Lý xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cho Hùng Lý trong thời gian qua trên các kênh. Và đặc biệt bây giờ là kênh Hùng có gì Bé Heo Cute Vlog nha cả nhà. Hùng Lý xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình.